Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi của chúng tôi ngày hôm nay. Quý anh chị thân mến, trong cái chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là có ba con giáp được hưởng cái hồng phúc tề thiên, tiền xông vào cửa, tài khoản nảy số ầm ầm vào cuối cái tháng 3 năm 2020 này. Thì tử vi 12 con giáp dự báo là cái khoảng thời gian cuối tháng 3 của năm 2020 này thì có ba con giáp vươn lên vượt bậc, có thần may mắn trợ giúp nên nhanh chóng đạt được cái đỉnh cao tài lộc. Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với nội dung chính của video này và xem đó là những con giáp nào và liệu rằng chúng ta có trong ba con giáp này hay không. Và con giáp thứ nhất đấy là con giáp tuổi ngọ. Bản tính của người tuổi ngọ đó là không bao giờ chịu đứng yên một chỗ mà luôn luôn di chuyển, luôn muốn tiến lên phía trước. Họ là con giáp điển hình cho những người độc lập, không thích dựa dẫm, ỷ lại, coi trọng danh dự hơn bất kỳ ai. Thế nên là dù việc lớn hay nhỏ, đơn giản hay phức tạp thì con giáp này đều sẽ cố gắng hết mình để làm và thường là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Trong những ngày cuối tháng 3 này thì vận trình của người tuổi ngọ sẽ cực kỳ may mắn bằng cái sự cẩn thận, đa nghi vốn có cộng thêm cái sự thông minh và lanh lợi thì con giáp này sẽ chớp được các cái cơ hội tốt nhất cho mình. Những người làm kinh doanh dễ dàng vượt qua được cái giai đoạn khó khăn, công việc thuận lợi, tiền vào đều đều, gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Đặc biệt là nếu đang là người làm công ăn lương thì rất có thể bạn sẽ là ứng cử viên sáng giá trong cái việc mà chuẩn bị được xét tăng lương hay là thăng tiến sắp tới đây. Và con giáp thứ hai, đây là con giáp tuổi Thân. Con giáp này thường có tính cách luôn vui vẻ hoạt bát, dễ dàng thích nghi với các cái hoạt động xã giao. Dù là IQ hay là EQ thì đều vượt trội hơn người. Bản mệnh là người quảng giao, có nhiều bạn bè. Bước sang nửa cuối tháng 3 này thì vận trình của người tuổi Thân bắt đầu trên đà tăng tiến vượt bậc, có được nhiều phúc khí hơn hẳn những cái con giáp khác, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, chuyện tình cảm cũng có được những cái tín hiệu đáng mừng. Con giáp này có nhiều nguồn thu, dù là thu nhập chính hay là thu nhập phụ thì cũng đều cao và vượt trội, khiến không biết bao nhiêu người nhìn mà thèm thuồng. Thời điểm này những cái khó khăn thách thức chẳng thế nào làm khó được người tuổi Thân, bởi bạn đã có đủ cái động lực, dũng khí cũng như là có người ở bên tương trợ giúp đỡ mỗi khi cần. Dù gặp dữ cùng hóa lành, gặp hung thì hóa cát, vận may luôn kề cận ở bên nên là cái sự nghiệp bản mệnh cũng nhờ thế mà càng ngày càng khởi sắc, thăng tiến không ngừng, kiếm tiền trong cái tốc độ cực nhanh, hiếm ai theo kịp. Tình duyên dần có dấu hiệu tốt, khi đào hoa khoe sắc, con giáp này sẽ cảm nhận được cái tình yêu đang vây quanh mình. Bạn có nhiều người tỏ tình ngỏ ý, chỉ cần hợp duyên là có thể về chung đôi được. Và con giáp thứ ba đây là con giáp tuổi Tỵ. Xem tử vi cuối tháng 3 thì con giáp này may mắn vô cùng khi cả tình duyên và tài lộc đều đi theo hướng mình mong muốn. Tuổi Tỵ khiến cho không ít người cảm thấy ngạc nhiên khi ngấm ngầm tiến về đích nhanh đến như vậy. Tử vi phương Đông cho thấy rằng là bản mệnh có cái nghị lực kiên cường, lại ngay thẳng chân thật, biết nhìn xa trông rộng nên bất cứ bước đi nào cũng đều có cái kế hoạch rõ ràng, lại luôn cố gắng nỗ lực hết mình nên phúc khí càng ngày càng dày. Trong những cái ngày cuối tháng 3 này thì những cái chú rắn sẽ đón chào cơn sóng bùng nổ của tài lộc, thần tài luôn ở bên che chở, thu nhập tăng cao vượt trội. Có tiền trong túi sẽ chẳng vui trọn vẹn khi mà tình duyên chưa đến. Nhưng trong cái thời điểm này thì mọi thứ đều khá viên mãn với người tuổi Tỵ khi cho cái bản mệnh có được cái sự đào hoa cực kỳ rực rỡ, sẽ có người ở bên chung vui với bạn, chia sẻ những cái thành công mà bạn vất vả mới có được. Và quý anh chị thân mến, và trên đây thì chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là trong cuối tháng 3 này có ba con giáp hưởng hết cái hồng phúc tề thiên, tiền xông vào cửa, tài lộc nảy số ầm ầm. Theo tử vi dự báo thì đây là ba con giáp có thần may mắn trợ giúp nên là nhanh chóng đạt được cái đỉnh cao tài lộc. Và quý vị thân mến, thì tuy nhiên thì đây cũng là cái thông tin mang cái tính chất là tham khảo. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập.
Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.